Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản đề nghị Hà Nội giải tán các tụ điểm cà phê trong hành lang đường sắt vì gây mất an toàn giao thông. Các tụ điểm cà phê này chỉ cách đường ray chưa đầy 1 mét, thu hút đông các bạn trẻ và du khách đến để trải nghiệm cảm giác mới lạ mỗi khi có tàu chạy qua. Tuy nhiên thì chỉ trước khi tàu chạy khoảng vài phút, những dãy bàn ghế mới được thu dọn. Nhiều người vẫn vô tư di chuyển trên hành lang đường sắt, tiềm ẩn mối nguy cho khách hàng và tàu hỏa đang lưu thông. Trước tình trạng trên, thì Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản đề nghị giải tán tụ điểm cà phê gần sát đường sắt, đe dọa mất an toàn, đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn.